all of you are already in QNET, yes? Tất cả các bạn đây đều đã tham gia QNET rồi đúng không ạ? Yes. So now today I'm going to help you on how to expand your business so you can make more money. Trong cái buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để mà chúng ta tái triển được cái chỉ dẫn tốt và chúng ta có được nhiều cái thu nhập. How many of you are still studying? Ở đây có bao nhiêu người vẫn còn đang đi học ạ? You have to finish your studies. Và các bạn cần phải hoàn tất cái việc học của mình. But not for you. Nhưng mà không phải cho các bạn à. For your parents. Mà là cho ba mẹ của các bạn. And then you continue with the business. Và sau đó các bạn tiếp tục với công việc kinh doanh này. Because nowadays jobs you cannot make money. Bởi vì với cái thời buổi hiện tại này thì một cái công việc truyền thống bình thường không thể nào mang lại cái thu nhập thỏa đáng cho các bạn được. And many years ago. Và cách đây rất là nhiều năm ạ. MLM or network marketing. Những cái công ty đa cấp hoặc là những công ty về network marketing. People call it a housewife business. Người ta gọi nó là một cái kinh doanh nhà trắng. À, những cái kinh doanh của những cái bà nội trợ. That means they have some products they go door to door and sell. Và cái việc này là bởi vì họ có sản công ty họ có sản phẩm và những cái người cộng tác họ tới họ lấy hàng là họ đi bán tới từng nhà, họ đem hàng tới giao từng nhà để họ bán. But today network marketing or MLM is different. Nhưng mà ngày hôm nay thì công ty về những kinh doanh đa cấp cũng như là kinh doanh về network marketing nó hoàn toàn khác rồi ạ. It's a new profession. Nó hoàn toàn mới và nó chuyên nghiệp hơn rất nhiều. A lot of professionals are coming into it. Có rất là nhiều những cái người chuyên gia họ vẫn là tham gia vào cái ngành network này và họ làm công việc. Doctors, lawyers, engineers, accountant, architect all coming into network marketing. Bác sĩ, kỹ sư, những cái nhà accountant là những cái nhà kế toán họ đều tham gia vào cái kinh doanh này. Because a doctor can make about $5,000 a month. Bởi vì với một cái người bác sĩ thì họ có thể kiếm được 5.000 đô một tháng ạ. An engineer can make about $4,000 a month. Kỹ sư thì một tháng kiếm được khoảng 4.000. A lawyer, a good lawyer can make about $5,000 a month. Một cái người luật sư giỏi thì có thể kiếm một tháng 5.000. Architect can make about $7,000 a month. Và những cái người kiến trúc sư thì kiếm được khoảng 7.000 đô một tháng. And a network marketer can make about $100,000 a month. Còn với những người làm kinh doanh về network thì họ có thể kiếm được 100.000 đô mỗi tháng. So 20 years ago. Và cách đây 20 năm ạ. Everybody wants this job. Ai cũng hầu như là muốn trở thành những cái người có những cái công việc như thế này. But now they don't want this job anymore, they want this job. Nhưng mà bây giờ hầu hết mọi người lại thích làm cái kinh doanh về network. Most of the millionaires in the world. Tất cả những cái người mà triệu phú kinh doanh are into network marketing. Hầu hết là họ đều làm network marketing. So now you have chosen the right business. Và các bạn đã chọn đúng kinh doanh rồi đấy ạ. But it's not an easy business. Nhưng mà đây không phải là một kinh doanh đơn giản rồi. Because in your job. Bởi vì trong công việc bình thường. Whether you work or you don't work, you get paid. Cho dù các bạn có làm hay không làm việc thì các bạn vẫn được trả lương hàng tháng. If you work in an office. Nếu mà các bạn đi làm công việc văn phòng. 8 o'clock you come in the morning. 8 giờ sáng mình tới công ty. Then you sleep the whole day. Và sau đó mình ngủ tới chiều cũng được. And 6 o'clock you go back. Và 6 giờ chiều quay về nhà là được. You still get paid another money. Mình vẫn được trả lương mỗi tháng. But you get a fixed amount. Nhưng mà các bạn được trả một cái số tiền cố định thôi. But network marketing you decide how much you want to earn. Nhưng mà với cái kinh doanh về network thì các bạn có thể quyết định là mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền. So first you must acknowledge and accept that this is a business. Và đầu tiên hết là các bạn phải nên chấp nhận đây là một cái kinh doanh. This is a serious business. Đây là một kinh doanh rất là nghiêm túc ạ. And it doesn't matter if you're young. Và nó không có quan trọng là bạn trẻ. Old. Hoặc là bạn già. Man or woman. Nam hay nữ ạ. Whether you can speak English. Cho dù bạn có thể nói được tiếng Anh ạ. It doesn't matter. Thì không có gì quan trọng cả. As long as you have the desire to make money, you can succeed. Bạn chỉ việc đưa ra quyết định là bạn có muốn thành công hay không thôi. So the first thing you need in our business. Và cái việc đầu tiên mà các bạn cần trong kinh doanh này. Is you need to identify a dream. Đó là các bạn phải xác định cái ước mơ của mình là gì ạ. Now in your job. Trong công việc của các bạn ạ. You don't have to have a big dream. Các bạn không cần phải có một giấc mơ. Because in a job people make money to survive. Bởi vì trong công việc bình thường thì con người ta thường kiếm tiền chỉ để tồn tại thôi. But in network marketing you have a dream because you want to earn a lot of money.
Bởi vì trong cái kinh doanh network mình cần có một cái ước muốn, một cái mong muốn để mình có thể kiếm được nhiều tiền. And when you set a dream or a goal. Khi mà mình nói về cái chuyện ước mơ hay là một cái mục tiêu ạ. Three things you need. Các bạn cần 3 điều ạ. Three things you need when you set a dream or a goal. Ba điều bạn cần khi mà bạn cần có khi mà bạn xác định cái ước mơ hoặc là cái mục tiêu của mình. First thing is a what. Đầu tiên là cái what ạ. And then a when. Thứ hai là when ạ. And then a how. Và thứ ba là cái nào ạ. Without these three things. Bởi vì nếu với ba điều này. It's very difficult to achieve a goal. Nếu như không có ba điều này thì rất là khó để các bạn đạt được cái ước mơ của mình. Let me give you an example. Tôi sẽ đưa cho các bạn một cái ví dụ ạ. Let's say you want to buy a Mercedes. Ví dụ như các bạn muốn mua một chiếc xe Mercedes chẳng hạn. So your what is a Mercedes? Vậy thì cái gì đó là chiếc xe? Your when is you decide when you want to buy. Và khi nào, tức là khi nào bạn quyết định là bạn sẽ mua cái chiếc xe này. Let's say 1 year from now. Ví dụ như sau 1 năm thì mình sẽ mua được chiếc xe này. 1 year from now will be 3rd June 2015. Thì nó sẽ là ngày 3 tháng 6 2015. And how, let's say the Mercedes is 150,000. Bằng cách nào ạ? Giả sử như mình nói là how tức là số tiền là bao nhiêu thì khoảng là 150,000. So whatever goal you set. Cho dù bất kỳ cái lý do những cái mục tiêu nào mà mình xác định ạ. You must have a what, when and how. Thì mình cần phải có ba cái yếu tố là muốn cái gì, khi nào đạt được và cần bao nhiêu tiền để đạt được những cái điều này. Do you understand? Các bạn hiểu không ạ? So when I started in the business. Và khi mà tôi bắt đầu kinh doanh này. My what was to quit my job. Cái ước muốn của tôi đó là tôi muốn nghỉ cái công việc truyền thống của mình. I was working as an engineer. Tôi muốn ngừng cái công việc kỹ sư của mình. And I was making about 1000 dollars a month. Và hồi ngày xưa thì với cái lương kỹ sư của tôi thì một tháng tôi kiếm được khoảng 1000 đô ạ. $1000 a month, is it a lot of money? Một ngàn đô có phải nhiều tiền không ạ? Yes. No. 20 years ago, yes. Now no more. 20 năm về trước thì 1000 đô rất là lớn, nhưng mà bây giờ thì không lớn nữa đâu ạ. Yeah. So I decided to quit my job on the 1st of January year 2000. Và tôi muốn là tôi sẽ ngừng cái công việc truyền thống của tôi vào ngày 1 tháng 1 năm 2000. So I went and told my mother. Và khi đó tôi đến tôi gặp mẹ tôi. I want to quit my job and do QNET. Tôi nói với mẹ chứ mẹ, tôi muốn nghỉ cái công việc truyền thống của con và con làm QNET. What do you think she said? Mọi no. người nghĩ mẹ tôi nói như thế nào? No. No. Are you crazy? Yes. Có điên không? Yes. Do you want to give up a good job as an engineer and do this stupid business? Con muốn nghỉ một cái công việc làm đang rất là tốt mà đi làm một kinh doanh ngu ngốc vậy sao? So somehow I convinced her. Và bằng cách của tôi thuyết phục mẹ. She said, no problem, you can quit your job if you give me 2 years of your salary. Và mẹ của tôi nói được chứ, bây giờ con muốn nghỉ việc thì bây giờ con đưa cho mẹ lương bằng 2 năm con làm. That means I was earning 1,000 a month. Tức là một tháng tôi kiếm được 1,000 đô. 2 years is how much? 2 năm là bao nhiêu ạ? 24,000. 24,000. Okay, 24 months. And I decided to do this in 3 months. So the 1st of April 2000. Và tôi muốn là sau 3 tháng thì tôi sẽ đạt được cái số tiền này. Và đó là ngày 1 tháng 4 năm 2000. And in 3 months I earned this money. Và trong vòng 3 tháng tôi kiếm được số tiền này. Because I knew exactly what I wanted and when I wanted it. Bởi vì tôi biết là tôi muốn cái gì và bao lâu tôi sẽ đạt được và đạt được bao nhiêu tiền. Many people don't know what they want or when they want. Có nhiều người họ không biết họ muốn cái gì cơ. Khi nào thì họ sẽ đạt được. You see, if I ask you how many of you want financial freedom? Nếu mà tôi hỏi các bạn ở đây có bao nhiêu người muốn đạt được tự do về tài chính ạ? One, okay. When do you want to achieve? Khi nào bạn muốn mình được tự do về tài chính ạ? At least after I graduate university. After you graduate. Anybody else? Okay. When do you want to achieve financial freedom? Bạn này bạn nói bạn muốn tốt nghiệp xong thì bạn tự do về tài chính, còn các bạn thì sao? Các bạn đã đặt ra được cái deadline cho mình chưa ạ? Three years later. In 3 years. Trong 3 năm ạ. Okay. You see,
see, many people will tell me as soon as possible. Có nhiều người nói với tôi càng sớm thì càng tốt. Who wants to achieve financial freedom as soon as possible? Ở đây ai muốn đạt được tự do về tài chính càng sớm càng tốt ạ? Okay, that we have a problem. Vậy thì các bạn đang gặp một cái vấn đề rồi đó. Because as soon as possible is when. Bởi vì càng sớm càng tốt. Vậy chính xác là khi nào? You see, many people say as soon as possible. Nhiều người nói càng sớm càng tốt. So, okay, you want it as soon as possible. Okay, what's your name? Tên em là gì ạ? T-H-U-Y. T-H-U-Y. Okay. Are you married? No. No. Okay. One day you will get married, correct? Yeah. So then you send a wedding invitation. Bạn này thì chưa có kết hôn à? Và giả sử như bạn đám cưới à? Tôi would like to invite you. Cho cái thiệp đám cưới ghi là tôi muốn mời bạn. To my marriage. Đến cái ngày đám cưới của tôi. To who? Ngày nào ạ? To Sophie. Put Casey. I would like to my marriage to Casey at the Sheraton. Tôi muốn kết hôn với cái người này và ở khách sạn Sheraton. The Sheraton Hotel as soon as possible. Càng sớm càng tốt ạ. Tình trạng cứ có như vậy đúng không ạ? So when you receive this card. Và khi mà mình nhận được cái thiệp mời nè. When will you go for her marriage? Vậy là khi nào mấy bạn đi đám cưới? No. When? Khi nào ạ? You don't know, so when will you go? Nếu mà các bạn không biết vậy thì khi nào mình mới đi đám cưới? You won't go. Các bạn sẽ không đi đúng không? True, because you don't know. Bởi vì mình đâu có biết ngày nào chính xác. So the same way, if you say I want financial freedom as soon as possible, when will you achieve financial freedom? Vậy thì nó cũng tương tự với việc các bạn nói muốn đạt được cái sự tự do càng sớm càng tốt. Vậy càng sớm là bao lâu ạ? Never. Never, because you don't know when. Không bao giờ, tại vì mình không biết khi nào cả. So it's like you are running a marathon. Have you seen a marathon before? Các bạn đã có cái cuộc thi chạy marathon trước đây chưa ạ? Okay. So imagine the marathon but there is no finish line. Nếu như các bạn tưởng tượng thôi một cái cuộc chạy marathon mà không có cái điểm dừng thì sao? Không có đích đến thì sao? What happens? Chuyện gì sẽ xảy ra? They will be exhausted and maybe die. After some time they will give up. Dĩ nhiên là sau một khoảng thời gian thì họ sẽ ngừng, họ không chạy nữa đúng không ạ? So the business is the same. Many people after some time they give up because they don't know where is the finish line. Và trong kinh doanh cũng vậy, có nhiều người họ bỏ cuộc bởi vì họ không biết khi nào là cái điểm dừng. So what needs to change here? Vậy thì điều gì cần phải thay đổi ở đây ạ? The date. So you put 3rd of June 2017. Ví dụ như cái ngày mình muốn đám cưới vào ngày 3 tháng 6 năm 2017 chẳng hạn. Then you know exactly when. Okay? So this is the start of your current business. And this is your finish line. Và đây là cái điểm chúng ta bắt đầu kinh doanh Qnet và cuối cùng là cái điểm kết thúc ạ. This is where you achieve financial freedom. Điểm kết thúc là khi các bạn đạt được cái sự tự do về tài chính. And this is a very long journey. Và đây là một cái chặng đường rất là dài. Yes. Can you drive from Ho Chi Minh to Hanoi? Các bạn có thể nào lái xe từ Sài Gòn ra Hà Nội không? No. Yes. 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 How many hours? Bao nhiêu tiếng à nếu mà mình lái xe ạ? 36 tiếng. Okay, how many kilometers? Bao nhiêu xa từ đây ra Hà Nội ạ? It's about 2,000 kilometers. Yeah, 2,000 kilometers. Yeah, so you're driving one day from Ho Chi Minh to Hanoi. Và mình phải lái một ngày từ Sài Gòn ra Hà Nội. And then? You must say Sài Gòn. So you're driving from Saigon to Hanoi. Mình lái từ Sài Gòn ra Hà Nội ạ. Then you see a signboard. Và các bạn sẽ thấy một cái bảng ở ngoài đường, bảng chỉ dẫn ạ. Hanoi 1,000 kilometers. Hà Nội 1,000 cây số ạ. How do you feel? Các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Still far. Rất là xa đúng không ạ? And then you keep driving. Và mình tiếp tục lái xe ạ. And then you see Hanoi 500 kilometers. Và mình thấy Hà Nội 500 cây số nữa ạ. Now how do you feel? Các bạn thấy sao ạ? You get a little bit more excited because you're going to reach. Then you keep driving Hanoi 200 kilometers. Và mình hào hứng hơn chút và mình thấy Hà Nội 200 cây nữa là tới ạ. You get more excited. Mình theo hướng hơn xíu nữa ạ. You keep driving some more and then Hanoi 50 kilometers. Rồi mình thấy Hà Nội 50 cây nữa ạ. What happens now? Điều gì xảy ra? Almost there, you get more excited, you start put your lipstick, your makeup before. Bắt đầu 50 cây nữa rồi ngừng xe lại, makeup trang điểm, chải tóc lại đúng không ạ? And
you drive Hanoi 5 kilometers. Và mình thấy Hà Nội 5 cây số nữa. So in our business you need the same thing. Và trong kinh doanh này các bạn cũng phải cần có như vậy. You need the signboards along the way. Các bạn phải cần có những cái bảng chỉ đường trong suốt cái chặng này. Before you reach your financial freedom. Trước khi mà bạn chạm đến cái đích của cái việc tự do về tài chính. And these signboards are what we call goals. Và những cái bảng chỉ đường này chúng ta gọi là cái mục tiêu đó. Okay, so you can say your first one could be your first check 3 and 3. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta có thể là cái tấm check đầu tiên 3-3. So for those of you who just joined the business, your first goal should be achieving your first check. Với những người mới tham gia vào kinh doanh này thì mục tiêu đầu tiên đó là phải đạt được cái tấm check đầu tiên của mình. Remember, to set a goal you need what, when, how. Và mình nhớ là để mình đạt được thì mình phải có ba cái yếu tố: đạt được cái gì, khi nào và bao nhiêu. Your what is 4 million đồng. Cái mà mình muốn đó là 4 triệu đồng ạ. This is your first check. Đó là cái tấm check đầu tiên của mình. When you going to achieve it? Và khi nào mình sẽ đạt được cái con số này ạ? 1 month. 1 tháng hả? 1 week. 1 tuần hả? 3 months. 3 tháng hả? How long? If you are new in the business, how long do you take it? How long do you think it will take to reach your first check? Nếu như mà đây là cái mục tiêu đầu tiên thì bạn nghĩ là bao lâu bạn sẽ đạt được cái mục tiêu này? Huh? 1 month. Okay. 1 tháng à? 1 month from today, so 3rd of July 2014. Rồi, 1 tháng vậy thì là ngày 3 của tháng 7 năm 2014 chẳng hạn. And how are you gonna do it? Và các bạn sẽ làm sao ạ? Làm sao để có được số tiền này ạ? 3 people on the left, 3 people on the right. 3 người bên trái, 3 người bên phải ạ. À? Right? That means you need 6 people. Và điều này đồng nghĩa với việc bạn có 6 người. And the statistic in our business, every 10 plans you show, one person will join. Và cái thống kê trong kinh doanh này là cứ thở mình trình bày kinh doanh 10 lần thì sẽ có một người tham gia. So for 6 people to join, you need to show 60 plans. Và để có 6 người tham gia thì chúng ta phải trình bày được 60 buổi rồi. So 60 plans in a month is 2 plans a day. Và 60 buổi một tháng tức là 2 buổi trình bày kinh doanh mỗi ngày. So now you know exactly what you need to do to achieve your first goal. Vậy thì các bạn sẽ biết được làm sao để mình đạt được cái tấm check đầu tiên của mình. 2 plans a day for the next 30 days. Là 2 buổi trình bày kinh doanh mỗi ngày cho trong vòng 1 tháng tới ạ. That's what you need to do when you hit your first goal. Đó là những gì các bạn cần làm để mà đạt được cái mục tiêu đầu tiên. So a dream and a goal is different. Vậy thì cái ước mơ và cái mục tiêu là hai cái khác nhau ạ. This is your dream. Cái điểm đến cuối cùng nó là cái ước mơ đấy ạ. To be financially free. Để trở nên tự do về tiền chẳng hạn. No need to work anymore. Không cần phải làm quá nhiều nữa. To travel the world. Để đi vòng vòng nhiều nơi trên thế giới ạ. To buy a big house and a big car. Để mua một cái xe hơi lớn, một cái nhà lớn hoặc một cái xe hơi mới ạ. Your goal is the small goals that you set before you achieve your goal. Nhưng mà cái mục tiêu đó là những cái ngắn hạn mà các bạn phải đạt được trước khi mình đạt được cái ước mơ của mình. You understand? Mọi người hiểu không ạ? So these are the signboards. Và đây chính là những cái bảng chỉ đường của mình. So to do your what, when, how. Và để làm được cái việc là muốn cái gì, khi nào và đạt được như thế nào. You need to sit down with your upline and come up with as many goals as you can. Và các bạn phải ngồi lại với những cái người tuyến trên của mình và đưa ra những cái mục tiêu càng nhiều càng tốt ạ. And to actually make money in QNET is very simple. Và để đạt được cái mục tiêu ở trong kinh doanh này thì rất là đơn giản. If you want to make $5,000, để mình kiếm được 5.000 đô một tháng ạ. À. From QNET. Từ QNET ạ. À. This is you. Đây là bạn ạ. À. You have one on the left, one on the right. Mình có một người bên trái, một người bên phải ạ. À. Right. This person must make 2,500 and this person must make 2,500. Vậy thì cái người bên trái phải có 2.500 đô, người bên phải phải có 2.500 đô. And we have 2 people here. Và mình có 4 người ở dưới nữa. These 4 people each must make 1,125. Và mỗi người dưới phải đạt được là 1.125 ạ. And then you got 4 people here. Và mình có 4 người ở dưới nữa. Each of them must make 750. Và mỗi người ở dưới vậy phải đạt được 750 ạ. And then you got people here. Và mình có thêm những người ở dưới nữa. Each of them must make about 500. Những người ở dưới thì phải đạt được ít nhất là 500 ạ. And then you got people here. Sorry, each of them make 400. Những người ở dưới nữa thì phải đạt được những cái tiền khác nữa ạ.
And these people here must make 200. And these people here, each of them just must do 3 and 3. So our business, the secret is very simple. Và cái bí mật trong kinh doanh này rất là đơn giản. To make $5,000. Để có được 5.000 đô ạ. Forget about yourself. Quên bản thân mình đi ạ. You don't exist. You go down and you help these people mình, do 3 and 3. Công việc của mình đó là mình xuống dưới và mình giúp cho những người mới đạt được là 3-3. And automatically you make 5,000. Vậy thì tự động mình sẽ kiếm được 5.000 đô ạ. That's the beauty of the business. Đó là cái vẻ đẹp của kinh doanh. If your downlines don't make money, you don't make money. Nếu như hệ thống dưới mình mà họ không làm ra tiền thì mình cũng không có tiền. So you want your downlines to make as much money as possible. Vậy thì mình sẽ muốn những cái người ở phía dưới mình kiếm được càng nhiều tiền càng tốt đúng không ạ? See, when I was working in a job. Khi mà tôi đi làm ở công việc truyền thống. There was this big machine. Nó có một cái máy rất là lớn. That I had knowledge 100%. Sorry. I know about the machine 100%. À, và tôi biết về cái máy đó 100%. I went to the US for training and everything, so I know about the machine. Bởi vì tôi được đi đào tạo ở Mỹ và học về cái cách sử dụng cái máy này. Then I got people working for me. Và sau đó tôi tìm những cái người làm cho tôi. But I only teach them 80%. Nhưng mà tôi chỉ dạy họ được khoảng 80% thôi. Because if I teach them 100%, then they don't need me anymore. Bởi vì nếu mà tôi dạy cho những cái người lính của tôi mà hết 100% thì công ty đâu có cần tới tôi nữa. Correct? That's a job. Đó là một cái công việc truyền thông. But in network marketing. Nhưng mà ở kinh doanh network. If I know 100%. Nếu mà tôi biết 100%. I want to give you 100%. Tôi muốn dạy cho các bạn 100%. So I can retire. Bởi vì khi các bạn giỏi thì tôi có thể nghỉ hưu sớm nữa. I want to help you to make as much money as you can. Và tôi muốn giúp cho các bạn kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Because the more money you make, the more money I make. Bởi vì các bạn kiếm được bao nhiêu tiền thì tôi cũng kiếm được bấy nhiêu. So when somebody joins you in the business. Cho nên nếu có ai đó tham gia với bạn trong kinh doanh này. Your job is to make sure that person makes a lot of money. Thì công việc của bạn là phải đảm bảo cho những người mới tham gia kiếm được tiền. And automatically you make money. Và tự động thì mình sẽ có được tiền. Okay, the second thing you need. Và cái điều thứ hai mình cần phải có ạ. Is you need to decide on your commitment level. Đó là mình phải có cái sự cam kết về công việc. The priority in your life. Đó là cái trách nhiệm của mình trong cuộc sống. What is the priorities in your life now? Vậy thì cái mà cái trách nhiệm của mình trong cuộc sống là gì? What's your priority? Number one. Graduate university. Graduate from university. Yes. Two. Thứ nhất là bạn này muốn tốt nghiệp đại học ạ. À? I want to find a good job to help my parents to pay money for my good job. Sister. Number three. Have a happy family. Family. Thứ hai là bạn này muốn có công việc và yeah. Thứ ba là muốn có gia đình. Many people have different priorities in life. Mỗi một người thì có những cái ước muốn riêng cho mình trong cuộc sống. Could be friends. Priority number one, friends. Priority number two, football. Ví dụ như tôi á, là tôi muốn có thứ nhất là tôi muốn có nhiều bạn, thứ hai là tôi thích coi đá banh. Priority number three, party. Thứ ba là tôi thích đi dự tiệc chẳng hạn. Priority number four. Thứ what? Tư ạ. Travel. Okay, whatever. Okay. Now, in order for you to be truly successful in QNET. Và để cho các bạn thật sự thành công với QNET ạ. Your priorities need to change. Thì cái ước muốn thông thường của các bạn phải được thay đổi ạ. This is how your priorities should be. Những cái điều mà các bạn cần phải là gì ạ? First is God. Đầu tiên là các bạn phải. Second is immediate family. Phải tin Chúa. Thứ hai nữa là các bạn phải nghĩ về gia đình. Immediate family means brother, sister, mother, father, wife, husband, son, daughter. Và gia đình thì gồm có là ba mẹ, anh em, chồng, vợ, con cái. Not uncle, auntie, cousin. Chứ không that. Phải là họ hàng, bà con hoặc những người ruột thịt của mình đấy. Third is QNET. Thứ ba là QNET. And everything else come after that. Mình phải ưu tiên cho ba cái này, còn ngoài ra nữa thì phải là xếp hàng sau hết ạ. For the next 5 years. Trong vòng 5 năm tới ạ. This is how your priority should be. Thì đây là những cái điều mà các bạn cần phải tập trung vào. Because in order for you to be truly successful. Để các bạn thật sự trở nên thành công. There must be some sacrifices made. Thì các bạn phải hy sinh một số điều. And I know many of you are young.
Và tôi biết là tất cả các bạn đây đều rất là trẻ. And you want to enjoy life. Và các bạn muốn tận hưởng cuộc sống. But let me tell you a secret. Nhưng mà để tôi kể với các bạn một cái bí mật nha. You give up your life for the next 5 years. Bạn bỏ rơi cái cuộc sống của mình trong 5 năm tới. And then you can enjoy your life for the next 40 years. Và sau đó sau 5 năm này thì các bạn có thể là tận hưởng cuộc sống, nhưng 5 năm đầu thì tạm thời là mình hy sinh đi. But if you enjoy your life now. Nhưng mà nếu đổi ngược lại các bạn tận hưởng cuộc sống bây giờ. Then you have to sacrifice for the next 40 years. Vậy thì các bạn sẽ phải trả giá và hy sinh trong suốt cái quãng đời còn lại. Because I learned one thing. Bởi vì tôi học được một điều như thế này. If you have $1 million in the bank. Nếu như mà mình có 1 triệu đô ở trong ngân hàng. It's much better to enjoy life. Thì rất là tốt để mà tận hưởng cuộc sống. True không? Đúng không ạ? Yes. If you have $1 million in the bank. Nhưng mà nếu mình có 1 triệu đồng trong ngân hàng. Very difficult to enjoy life. Thì rất là khó để mà tận hưởng cuộc sống, đúng không? $1 million, very easy to enjoy life. 1 triệu đô thì rất là dễ à. So, I know Friday night or Saturday night, you have friends who call you for a party. Tôi biết là tối thứ sáu hoặc là tối thứ bảy thì có những cái người bạn bè rủ bạn đi dự tiệc chẳng hạn. Don't go for the party. Đừng có đi dự tiệc ạ. Go and show the plan. Đi trình bày kinh doanh đi ạ. Because then you can party every day for the next 40 years. Bởi vì sau 5 năm này thì các bạn có thời gian để các bạn đi dự tiệc suốt 40 năm còn lại của cuộc đời. Understand? Yes. Because in life you have to do two things. You have to play and you have to pay. Bởi vì trong cuộc sống có hai điều mà chúng ta luôn luôn phải đối mặt. Một là chơi và hai là trả giá. You can play now. Các bạn có thể chơi bây giờ. And pay later. Và trả giá sau ạ. Or pay now. Hay là trả giá bây giờ. And play later. Và chơi sau ạ. You understand? You understand, no? Yes. So this is how your priority should be for the next 5 years. Và đây là những cái điều các bạn cần phải tập trung trong 5 năm sắp tới. Okay, now. That's what your commitment should be. You decide on your commitment level. Và các bạn tự mình quyết định cái sự cam kết của mình ạ. How many hours a day you can give for QNET? Một ngày các bạn có thể dành ra bao nhiêu giờ cho QNET ạ? Some of you can give 2 hours a day. Có nhiều người nói một ngày tôi dành được 2 tiếng. Some of you 6 hours a day. Một người nói một ngày tôi dành được 6 tiếng. Some of you 10 hours a day. Một người nói là tôi dành được 10 tiếng ạ. And if you are crazy like me. Và nếu như các bạn điên giống như tôi ạ. 24 hours a day. Thì các bạn dành hết 24 tiếng một giờ cho QNET, một ngày cho QNET. For the first 5 years I give 24 hours a day. Trong cái năm đầu tiên của tôi thì một ngày tôi dành 24 tiếng cho QNET. Even while working in a job. Thậm chí là tôi đi làm ở công ty tôi vẫn nhớ về QNET. I was working in a job. Tôi đang đi làm công việc truyền thống ạ. And I used to call my friend. Nhưng mà tôi vẫn sử dụng cái thời gian đi làm tôi gọi bạn tôi. And show the plan on a piece of paper. Gọi những người đồng nghiệp tới và tôi trình bày kinh doanh ngay tại công ty ạ. When my boss comes. Và khi mà ông chủ của tôi tới. I turn the paper around. Tôi lật cái tờ giấy lại ạ. And talk about work. Và nói về công việc. Understand? Yes. Hiểu không? So, this is what you need to decide. Và đây là những cái gì mà các bạn. Now, QNET is very fair. Ở kinh doanh QNET rất là công bằng ạ. The more time you commit to QNET. Càng nhiều thời gian bạn dành ra để mà bạn cam kết với QNET. The more checks you will earn. Thì các bạn sẽ kiếm được càng nhiều thu nhập. Very simple, isn't it? Rất là đơn giản, đúng không ạ? True or not? So you decide how much you want to do. Vậy thì các bạn tự quyết định là các bạn muốn là now the third thing you dành need to bao do thời gian is you need to come up with a list of names. Thứ ba nữa là các bạn để làm được kinh doanh này tốt thì các bạn phải có một cái list danh sách khách hàng. Minimum 150 names. Và ít nhất là phải có 150 cái tên. Okay, now. When you are 19 years old or 20 years old. Khi mà các bạn 19 hoặc là 20 tuổi á. Is it difficult to come up with 150 names? Thì có khó để có danh sách 150 tên không? No, because if you open your Facebook. Không đâu mà tại vì khi mà các bạn mở Facebook ra. You have more than 150 friends. Các bạn đã có hơn 150 tên trong Facebook rồi. True? Đúng không ạ? Yeah. And Vietnam you have 90 million people. Nhưng mà ở Việt Nam á chúng ta có tới 90 triệu người là. You only need 150. Mình chỉ cần có 150 tên thôi. And 150 names. Và 150 tên nè. It's very easy. Rất là dễ có. As I said yesterday.
Giống như ngày hôm qua tôi nói. You must use what we call memory joggers. Mình phải sử dụng một cái trí nhớ của mình nó nhạy bén hơn tí xíu ạ. If you write down the name. Ví dụ như khi mình viết cái tên ra. And then you get stuck. Và mình cảm thấy mình khó để tìm một cái tên khác nữa. You start thinking. Vậy thì mình bắt đầu mình suy nghĩ. And you write down. Và mình viết ra. How many people you know have a red motorbike? Ví dụ như có bao nhiêu người chạy Honda màu đỏ mà mình biết ạ. Suddenly many names will come. Tự nhiên sẽ có rất là nhiều tên xuất hiện. How many people you know studied in the same school as you before? Ví dụ như mình nhớ ra mình có bao nhiêu người bạn học chung trường với mình ngày xưa. Many names will come. Thì có thêm nhiều tên nữa. And you live in a house. Có khi mình sống trong một cái nhà. Next to your house there's another house. Kế bên nhà mình thì có một cái nhà nữa. And here's there's another house. Và bên trái cái, bên phải cái. And here's one house and here's one house. Và ở trước một cái nhà, sau lưng cái nhà đúng không ạ? So you got four names already inside here. À, vậy là mình có thêm bốn cái tên trong danh sách khách hàng rồi. And these are the easiest people that you can show the plan to. Và với bốn cái người này thì rất dễ để mình trình bày kinh doanh. Because you don't have to meet them in Starbucks or Highland Coffee. Mình không cần phải hẹn ở Starbucks hoặc là Highland. You can meet them in their house. Mình có thể tới nhà họ và mình gặp. You just cross the road and you show them the plan. Chỉ cần băng qua đường là có thể trình bày kinh doanh được rồi. Yeah, now 150 names. 150 tên. Minimum. Ít nhất ạ. If you have not done it, go home and do it today. Nếu như các bạn chưa làm danh sách này thì tối nay về nhớ là phải làm liền. Yeah, after your 150 names, then what do you do? Và nếu có 150 khách hàng rồi thì điều tiếp theo cần làm là gì ạ? This comes the difficult part. Đây là cái phần khó khăn nhất ạ. For some of you, đối với các bạn, you invite them. Đó là mời. To see the plan. Mời khách hàng của mình để mà xem qua cái buổi trình bày kinh doanh. Before the business, trước khi kinh doanh, you were not afraid of the phone. Các bạn không có sợ vì cái việc gọi điện thoại rồi. Now you are afraid of the phone. Nhưng mà giờ tự nhiên các bạn thấy điện thoại các bạn sợ lắm. Yes or not? Đúng không ạ? Yes. See, I know. You pick up the phone. Bạn thấy không? Tôi biết mà. Bắt cái điện thoại lên. And you dial the number. Bấm số điện thoại. And the phone is engaged. Và cái điện thoại á thì. And you put down the phone and say, oh, thank you. Và cái số điện cái điện thoại mình gọi nó bận, ôi mừng quá, cúp điện thoại xuống. True. Đúng không ạ? Yes. But you see, my question is why. Cái câu hỏi của tôi dành cho các bạn tại sao lại như vậy ạ? What are you afraid of or what are you ashamed of? Các bạn sợ điều gì mà các bạn lo lắng điều gì? First question, are you doing something wrong? Câu hỏi đầu tiên, các bạn có đang làm việc sai không? Việc gì sai trái không? No. Is this a legitimate and real business? Đây là một kinh doanh có thật và hoàn toàn rất là tốt. Is this a real business? Đây có phải kinh doanh tốt không ạ? Yes. Yes. So you, what are you calling them and giving them? Vậy tại sao mình lại sợ gọi điện thoại để chia sẻ với bạn mình ạ? You're giving them an opportunity to make money. Các bạn đang đem đến cho người khác một cái cơ hội để kiếm tiền. So you should not feel bad. Các bạn đừng có nên suy nghĩ nó quá là tồi tệ vậy. Then there are three types of people that you will call. Có thể các bạn gọi người đó ba lần. Family and close friends. Có ba cái đối tượng bạn nên gọi đầu tiên đó là gia đình và bạn thân. Warm contacts. Thứ hai nữa là những cái người nằm trong danh sách nóng, tức là mối quan hệ thân một tí nha. And cold contacts. Và cái thứ ba nữa là với những khách hàng lạ. Family and close friends you know. Gia đình và bạn thân là những người bạn biết mà. Warm contacts are people you know but you haven't spoken to in a long time. Nhóm ấm tức là những người bạn biết nhưng mà bạn không nói chuyện với họ trong một thời gian dài rồi. And cold contacts are people you met only once or twice. Và cái nhóm khách hàng lạnh là những cái người mà có thể bạn chỉ mới gặp qua một lần thôi. So when you call your family members and close friends. Khi bạn gọi gia đình và những người bạn thân nha. What do you tell them on the phone? Các bạn sẽ nói gì với những người này ạ? You call me now. Em gọi cho tôi đi. You call me. I pick up the phone. Hello. Tôi bắt điện thoại lên. Hello. Hey. You must invite me to see the plan. Em phải là mời tôi để mà tới nghe cái buổi trình bày kinh doanh chứ. Nói sao? How are you? I'm very good. Anh khỏe không? Tốt à. How you feel right? Yes. What you said? You spend only a few minutes to come to Paris. For what?
come to my place and I have something interesting to show you. What business? You will decide it. What business? Kinh doanh gì? Tức là anh này hỏi nay anh rảnh không ta đây đi gặp tôi tí xíu tôi có cái này nói anh nghe. Anh này anh hỏi chứ ủa vậy kinh doanh gì? Chị ta đó làm gì á? Hello. Interesting business. Interesting business, what kind of business? Nghe này hấp dẫn lắm, mà kinh doanh gì? About network marketing, you will earn a lot of money. Network marketing. Yeah. Who else wants to try? Anh thử nói chuyện với tôi nữa à? Okay, hello. Hello. Daddy. Daddy, I want you to support me. For what? Con muốn bố giúp con à? I want earn money. Con muốn kiếm tiền. I want make experience. Con muốn kinh nghiệm của bố à. Okay, let me share with you how to call your family and close friends. Rồi, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm thế nào để mà gọi điện thoại mời những cái người bạn thân và gia đình của mình ha. Imagine you are driving from Saigon to Da Nang. Giả sử các bạn lái một cái chiếc xe từ Sài Gòn ra tới Đà Nẵng. At 2 in the morning. Vào lúc 2 giờ sáng. At 2 in the morning you're driving from Saigon to Da Nang. 2 giờ sáng mình lái từ Sài Gòn ra Đà Nẵng. And then suddenly by the side of the road you see something shining. Tự nhiên ở trước ở ngoài đường thấy một cái gì đó tỏa sáng. You stop the car. Mình ngừng xe lại. Then you see a big pile of gold. Các bạn thấy một cái đống vàng rất là lớn. What do you do? Các bạn sẽ làm sao ạ? Take and put in the car. Yeah. Bắt đầu lấy vàng chất xe của mình đúng không ạ? Now your car is full. Bây giờ xe hơi của mình đầy rồi thì sao ạ? But there's still a lot of gold. Nhưng mà ở đó còn rất là nhiều vàng ạ. What do you do? Các bạn sẽ làm sao ạ? Call my friends and family to take this. Call your friends and family, okay? But it's 2 in the morning. Gọi cho gia đình và bạn bè nhưng mà lúc đó 2 giờ sáng rồi nha. Okay. So you call me. Vậy thì bắt đầu gọi tôi đi. Hello. Hello. Daddy, I need your help. Why? Just because that, you know that I fly from Saigon to Da Nang, right? Mm. But I discovered one thing that really make you happy. What is that? It's a big book of gold. Are you sure it's real? Yeah, it's real because I get it and my car's full now. I need your help. How you know it's real? Yeah. How you know it's real gold? It's a real gold, believe me. I can know that. I know that it's the real gold. It's really shining it. Now we are tired and sleepy. I see you tomorrow. Bạn này bạn nói như ba giúp con đi cũng thấy một cái đống vàng lớn dữ lắm. Ba giúp con đi, xe của con đầy chở không được. Thì sao thì mới nói chứ. Thôi đi sao biết vàng thiệt vàng giả, tôi mệt tôi ngủ mai rồi tính. So how do you invite your close friends and family? Vậy thì làm sao để mà mình mời gia đình và bạn thân của mình ạ? You pick up the phone. Mình bắt điện thoại lên ạ. Say come to my house now. Tới nhà tôi lẹ lên. I found gold, shut up and come now. Tôi đã tìm thấy vàng rồi, im lặng và không có nói gì. Tới đây lẹ lên, cúp máy ạ. Now, did you find gold in Qnet? Nếu mà các bạn tìm thấy vàng từ Qnet ạ. Yes, Qnet is a gold mine. Qnet là một cái mỏ vàng đó ạ. You can make so much of money from Qnet. Các bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ Qnet ạ. So now when you call your close family and friends. Và khi mà các bạn gọi gia đình và bạn thân của các bạn. You don't explain to them anything over the phone. Các bạn đừng có bao giờ giải thích quá nhiều trong điện thoại. You just say shut up and come. Bạn chỉ nói là im lặng đi, đừng có hỏi gì hết, tới đây nhanh lên. What is it about? Shut up and come. Ủa mày đang nói cái gì mà cái đó là cái gì? Im lặng đừng có hỏi nữa, nhanh lên. That's all you say. Đó là tất cả những gì mà các bạn cần phải nói. When I call my close friends and family. Khi mà tôi gọi bạn thân và gia đình của tôi. I call them, I say, do you have $500? Tôi gọi gia đình tôi thì tôi nói chứ, ủa, mày có $500 không? I say, bring and come. Bơn đem tới đây $500 lẻ lên. For what? Shut up and bring and come. Nhưng mà lấy $500 đem theo làm cái gì? Im lặng đi, đừng có hỏi nữa, tới đây rồi biết. Do you trust me? Mày có tin tao không? Yes, then shut up and come. Nếu mày tin ta thì im lặng đừng hỏi cho tới đây. Then I put down the phone. Và sau đó tôi cúp máy. On my first day. Trong ngày đầu tiên của tôi. I sign up 8 people.
tôi say nữa, tôi mời được 18 người cùng đăng ký làm với tôi. Without showing the plan. Mà không cần phải trình bày kinh doanh gì cả. 8 people gave me $500 because they trust me. 8 người họ đưa cho tôi mỗi người $500 bởi vì họ tin tưởng tôi. Do you have people who trust you? Các bạn có những người thân mà tin tưởng các bạn như vậy không? Yes or no? Có hay không ạ? Yes. Will they give you $500? No questions asked. Họ có sẵn sàng đưa cho bạn $500 mà không cần hỏi gì không ạ? Có không ạ? Có không ạ? You have. If you think properly, you have. Nếu mà các bạn suy nghĩ kỹ thì các bạn sẽ có. And these are the people that you sign up below you. Và hãy tham gia cho những, hãy giúp cho những người đó tham gia dưới bạn. And then you invite other people to join. Và sau đó từ hết người nhà và bạn thân rồi thì hãy mời những người. So my first line of people. Và trong những cái người đầu tiên ạ. Are my close family and friends. Đó là những người trong gia đình mà bạn thân của tôi. What is that? Now, when you invite somebody over the phone, khi mà mình mời ai đó thông qua điện thoại, do not give them any information. Đừng có cho họ bất kỳ thông tin gì cả. Do not tell them it's network marketing. Đừng nói với họ mình là một kinh doanh về network. Because they don't understand network marketing. Bởi vì họ không biết network marketing là gì cả. They think network marketing is Unicity and all the other. Bởi vì họ Vision sẽ, and all these companies. Họ sẽ nghĩ công ty về network chắc là giống với Unicity hoặc là với Vision gì đó. Network marketing has evolved now into a professional business which they don't understand. Và cái network marketing là một cái kinh doanh rất là phát triển mà không phải là ai cũng hiểu được đấy. So when you say network marketing, they think selling lipstick. Nếu mà mình nói chứ kinh doanh về network, họ sẽ nghĩ là mình kêu họ đi bán son môi à. And they will try to avoid you. Và họ sẽ cố tình tránh né bạn à. So you say I got something exciting to share with you. Mình cứ nói với bạn mình là mình có những cái điều rất là hào hứng mà muốn chia sẻ. And then you don't give them a chance to say no. Và mình không cho phép họ có cái cơ hội để nói không với mình. Can we meet on Tuesday or do you prefer Thursday? Mình có thể gặp nhau thứ ba không hay là mình gặp nhau vào thứ năm ạ? So now they have to choose Tuesday or Thursday. Vậy thì họ sẽ phải chọn thứ ba hoặc thứ năm. If you say can we meet, they will say no. Nếu mà mình nói khi nào rảnh rồi mình gặp nhau được không thì họ sẽ nói là không. But you say can we meet on Tuesday or do you prefer Thursday? Mình phải hỏi là à, vậy thì mình gặp vào thứ ba hay mình gặp vào thứ năm ạ? They have to choose one. Họ sẽ phải chọn một ạ. That's how you trick the mind. Đó là cái cách để mà các bạn thấy là mình phải xử lý cái tình huống. And then you say do you prefer 2 p.m. or 6 p.m.? Mình phải lựa chọn ạ. Mình có thể gặp lúc 2 giờ hay là 6 giờ. They have to choose one. Họ cũng sẽ phải chọn một. And then they will say, can you tell me a little bit what is it about? Và nếu mà họ hỏi chứ có thể là bạn nói với tôi tí xíu về cái kinh doanh này được không? And then you say, I wish I could but I have to go now, so I see you Tuesday 2 p.m. and put on the phone. Và sau đó mình nói chứ trời, tôi ước gì tôi có thời gian để nói với anh, tại giờ tôi mắc công chuyện, tôi phải đi liền. Có gì bữa đó gặp nha, cúp máy. That's all, because if you tell them little bit. Bởi vì nếu như mình nói với họ một tí xíu à. You will end up telling them everything. Thì họ hỏi thêm xíu nữa, mình nói thêm xíu nữa và mình nói hoàn toàn. See, like when he said network marketing. Giống như cái anh lúc nãy nói tôi network marketing. My next question will be which company. Vậy thì câu hỏi kế tiếp của tôi là công ty nào? Then he said QNET. Và anh ta sẽ nói QNET. What products do they sell? Và tôi sẽ hỏi tiếp vậy là công ty nó bán sản phẩm gì? Oh, biodies, watches. Bán đĩa biodies, bán đồng hồ. What is a biodies? Vậy đĩa biodies là gì? Then he start explaining to me biodies over the phone. Bắt đầu là anh ta giải thích với tôi về đĩa sinh học trong điện thoại. And then I say, how much is the biodies? Và tôi hỏi chứ đĩa sinh học này bao nhiêu tiền? Then he say, $500. Nói chứ, $500. Then I say, oh, it's too expensive, thank you, bye. Và anh ta nói, mắc quá thôi, cứ mắc. So you lose the prospect. Vậy thì các bạn sẽ mất đi một cái so người. So never give them anything, any information over the phone. Cho nên các bạn không bao giờ được cho thông tin trong điện thoại à. Yeah? Now, next thing you do is what? After you invite them, what do you do? Và tiếp theo, bước tiếp theo sau khi mời người là gì ạ? Show the plan. Trình bày kinh doanh ạ. Show the plan, you must follow the 5-5-5 rule. Và cái trình bày kinh doanh này thì các bạn phải theo quy tắc 5-5-5 ạ. First 5 plans, your upline shows the plan. 5 buổi trình bày kinh doanh đầu tiên thì tuyến trên của các bạn sẽ làm cho các bạn. You sit down and watch. Mình chỉ việc ngồi và mình nhìn thôi ạ.
Next 5 plans, you show half and your upline shows half. 5 buổi tiếp nữa thì mình nói phân nửa và hệ thống của bạn và tuyến dưới của mình nói phân nửa. And the next 5 plans, you show the plan and your upline watches. Và 5 cái buổi cuối cùng thì mình là người trình bày khúc kinh doanh và tuyến trên sẽ xem và hỗ trợ giúp bạn. After that, you can show the plan on your own. Và sau 15 buổi này thì các bạn có thể tự làm được cái việc rồi. So the first 15 plans, you must follow this rule. Nhưng mà 15 buổi đầu tiên thì các bạn phải theo cái quy tắc này ạ. You understand? Các bạn hiểu không ạ? Now, how long should a plan take? Thì một cái buổi trình bày kinh doanh tốn khoảng thời gian bao lâu ạ? When you show the plan, how long does it take? Khi mà các bạn trình bày kinh doanh thì khoảng bao lâu ạ? 2 hours. 2 hours. Okay. I show the plan. Tôi trình bày kinh doanh ạ. 15 minutes. 15 phút ạ. Because 2 hours. Bởi vì 2 tiếng ạ. What are you going to tell him for 2 hours? Bạn sẽ nói gì trong vòng 2 tiếng ạ? First thing I tell him about the company. Đầu tiên là tôi giới thiệu về công ty. 15 years all around the world. 15 năm rồi trên toàn cầu ạ. Brand new in Vietnam. Và một cái công ty rất là mới ở Việt Nam ạ. Turnover $1 billion. Và hiện tại giờ mình có hơn 10 million people worldwide. Có hơn 10 triệu khách hàng ở trên toàn cầu ạ. Sponsors of Manchester City and F1. Và mình đang tài trợ cho Manchester City và giải đua xe thể thức 1 ạ. And then I talk about the products. Và sau đó tôi nói về sản phẩm ạ. I say we have 5 different range of products. Tôi nói chúng ta có 5 nhãn hàng khác nhau. Energy products, health products, sản phẩm về sức khỏe, về năng lượng ạ. Jewelry and watches. Nữ trang và đồng hồ. Vacation. Du lịch ạ. And education. Và du học ạ. Okay. I said our best selling products is the energy products. Và cái sản phẩm mà chúng tôi bán chạy nhất đó là sản phẩm về năng lượng ạ. Which consists of the biodiesel and the cheap energy. Và nó bao gồm là đĩa sinh học và mặt dây chuyền sinh học. And I'll explain to you about the products later. Và tôi sẽ giới thiệu với bạn về sản phẩm sau ạ. Now I'm going to explain to you how you're going to make money. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn làm sao để các bạn có được tiền. When you buy a product, the company will give you a tracking center. Khi mà các bạn mua một sản phẩm thì công ty sẽ cho bạn một cái minimum to start will be 1000 BV. Và để mà tốt nhất là các bạn đầu tư 1000 BV. All you have to do is register, qualify and activate. Là các bạn đăng ký nè, đạt chuẩn nè và bắt đầu là kích hoạt. When you register, you enter all your particulars like how the bank account works. Sorry. Enter all your details like a bank account. Và khi mà các bạn đăng ký thì các bạn phải khai một cái form giống như là ở ngân hàng mình làm thẻ ra. To qualify, you choose a product which is minimum 1000 BV. Và để đạt chuẩn thì các bạn chọn một cái sản phẩm nào đó mà trị giá khoảng 1000 BV là tốt nhất. Then you have your tracking center. Sau đó bạn có một cái trung tâm để quản lý. Which is divided to the left and right. Và các bạn có hai nhóm kinh doanh, một bên trái, một bên phải. Then you have to activate. Và các bạn sẽ phải kích hoạt cái trung tâm này. Activate is you introduce two friends who register and qualify. Bằng cách là các bạn giới thiệu hai người bạn và họ cũng kích hoạt và họ đạt chuẩn. Each 1000 BV. Mỗi người cũng đạt chuẩn ít nhất 1000 BV. That's all you have to do. Đó là tất cả những gì các bạn cần làm. Then you duplicate. Và sau đó mình nhân bản. Your two friends. Hai người bạn mới này. Must also activate. Cũng phải kích hoạt. They will introduce two friends. Họ cũng sẽ phải tìm được hai người. And now when there's 3000 BV and 3000 BV. Và nếu bên trái 3000, bên phải 3000. Company will pay you $4 million. Thì công ty sẽ trả cho các bạn là 4 triệu. And it doesn't stop there. Và nó không ngừng ở đó ạ. Because these four people. Bởi vì với 4 người này ạ. Must also RQA. Họ cũng sẽ làm những cái việc 3 bước đơn giản này ạ. And then they will continue to grow. Và họ sẽ tiếp tục phát triển ra. And every pair of 3000 and 3000 you earn 4 million. Và cứ mỗi bước 3000 thì mình cứ kiếm được 4 triệu ạ. How your business works is very simple. Vậy thì kinh doanh này làm như thế nào rất là đơn giản ạ. This is a weekly business. Đây là một kinh doanh kiếm tiền hàng tuần. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Từ thứ hai cho tới chủ nhật ạ. Let's say on Monday, on Saturday. Rồi thứ sáu ạ. 6000 people coming. 6000 BV. Thứ bảy ạ. 1000 BV. Giả sử như thứ bảy bên trái 6000, on bên Saturday phải you don't earn. Bên phải 1000 thì mình chưa because làm tiền. Minimum you need 3000. Bởi vì ít nhất mình phải cần 3000. But 6000, 1000 is carried forward to Sunday. Nhưng mà cái số tiền này thì sẽ được bảo lưu qua tới chủ nhật. So Sunday another 3000 coming, so it'll be 9000. Vậy
Giả sử như quan tới ngày chủ nhật thì bên trái tôi phát sinh thêm 3.000, nó là 9.000. And here 4.000 coming, so it's 5.000. Là bên phải phát sinh thêm 4.000 thì nó là 5.000. Now you earn 4 million. Vậy thì mình sẽ kiếm được 4 triệu. Minus 3.000, 6.000. Trừ đi 3.000 thì bên này còn 6.000. Minus 3.000, 2.000. Bên này trừ 3.000 còn 2.000. Monday nothing happens. Vậy thứ hai không có tiền gì cả. You don't earn. But 6,000, 2,000 carry to Tuesday. Yeah, nhưng mà bởi vì doanh số của mình là được bảo lưu. 6,000 people coming here, so it's 12,000. Giả sử như qua tới thứ ba thì bên này phát sinh 6,000 thì nó là 12. 9,000 coming here, so it's 11,000. Yeah, bên kia phát sinh 9,000 thì thành 11,000. So 12 and 11. 12 và 11. Thì là 99 đúng không ạ? 1, 2, 3. 12 million on Tuesday. 9 lần mà... À, 3 lần 4 là 12 ạ. 1,000 carried here, 0 carried here. No, sorry, here. 9, right? 9, 3,000 here. Qua tới thứ 2,000 here. Bên này còn 3,000, bên này còn 2,000. And then? Here another 2,000 coming, 2,000 coming. So it's 5 and 4. You earn another 4 million. Và cứ tiếp tục như vậy, nếu cứ chưa đủ thì họ sẽ bảo lưu và dư thì họ sẽ tiếp tục cộng dồn, cộng dồn. 6 coming here, 6 coming here. So 7 and 8, 6, 6 you earn 8 million. And then 6, 6, 8, 2, 1 is carried to next Saturday. Và nếu doanh số dư thì tiếp tục lại cộng dồn cho tuần khác à. Qua tuần mới thì nó lại cộng dồn. This week you will earn 26 million. Vậy thì trong tuần này bằng việc là phát sinh và bảo lưu vậy thì mình kiếm được 26 triệu ạ. And this is what happens every week. Và cái số này xảy ra mỗi tuần ạ. Okay. Now I'm showing it very fast. Và tôi trình bày rất là nhanh ạ. But normally I show a plan is 15 to 20 minutes only. Và mỗi lần tôi trình bày vậy thì khoảng 15 đến 20 phút thôi. Because between us. Bởi vì với chúng tôi. Don't tell anyone. Đừng nói với ai hết. Turn the camera away. Đó là bởi vì tôi không có quan tâm về sản phẩm nhiều quá. Nhưng mà cái tôi cần đó là tiền. That's why I joined the business. Đó là lý do vì sao mình được tham gia kinh doanh này. 15 years ago. Cách đây 15 năm ạ. I bought one product. Tôi mua một cái sản phẩm ạ. I still have it. Bây giờ tôi vẫn có nè. It's the chip pendant, now all white color gone. Đó là cái mặt dây chuyền chip pendant, bây giờ nó cũ dữ lắm rồi đấy. And I don't have to buy again. Nhưng mà tôi đâu cần phải mua lần nào nữa đâu ạ. In companies like Vision and all the other moronic companies. Với những công ty như Vision hoặc những công ty MLM khác ạ. You have to buy every month. Tháng nào các bạn cũng phải mua hàng, mua hàng. I was in Amway for 5 years. Tôi đã từng làm Amway 5 năm rồi. Every month I make $200. Mỗi một tháng đó, tôi kiếm được là $200. But I buy products for $400. Nhưng mà tôi mua sản phẩm tới $400 rồi. So every month I'm poorer $200. Vậy là mỗi tháng tôi nghèo đi mua $200. In Qnet I buy the product one time. Nhưng ở Qnet thì tôi chỉ mua sản phẩm có một lần thôi. Not once a week. Không phải là một lần mỗi tuần đâu ạ. Not once a month. Không phải một lần mỗi năm ạ. Một lần mỗi tháng một lần ạ. Once in your life. Mà chỉ mua một lần duy nhất trong cuộc sống của các bạn thôi. You don't have to spend money again. Các bạn không cần là phải mua tái đầu tư lại. After that is money coming in. Và sau cái lần mua hàng đầu tiên đó các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. If you work. Nếu các bạn làm việc. So if you think like a businessman. Nếu như các bạn suy nghĩ giống như là một cái người làm kinh doanh. You will look at return on investment. Thì các bạn sẽ nhìn vào cái việc là tiền nó tái đầu tư lại. You invest $500. Nếu như mình đầu tư $500. When you do 3 and 3 you make $200. Thì mình sẽ kiếm được $200. Nếu mình giới thiệu ba trái ba phải mình kiếm when được $200. When you do another 3 and 3 you make $200. Và ba trái ba phải là $200 nữa. You already made your money back because 400 plus the product. Chỉ cần hai bước là các bạn đã lấy lại vốn rồi là bởi vì $400 cộng với cái sản phẩm các bạn đã mua. After this is 100% profit. Và sau hai bước này thì toàn bộ tất cả số tiền còn lại nó là cái lợi nhuận đó. And with $500. Và với $500 nè. You have license to do business in 200 countries. Thì các bạn đã có giấy phép để làm một cái kinh doanh trên 700 nước quốc gia. Around the world. If you have a friend in Japan,
Nếu như các bạn có bạn ở Nhật, you can sign him up. Các bạn có thể là đăng ký cho anh này tham gia. You understand? Các bạn hiểu không ạ? So I started 15 years ago with 8 people. Và tôi bắt đầu cách đây 15 năm chỉ với 8 người. Today it has grown to more than 2 million people. Và bây giờ hệ thống của tôi thì hơn 2 triệu người. So when you have 2 million downloads. Và khi mà các bạn có 2 triệu đăng ký dưới trên toàn cầu. When you do this. Khi mà các bạn chỉ việc búng tay một cái. Do this. Everybody làm đi, do this. Làm đi, mọi người làm thử đi. Together. 1, 2, 3. Nhau. I just made $200. Chỉ cần búng tay cái là tôi có 200 đô thôi. Do one more time. Cái nữa đi. I just make another $200. Rồi, tôi có 200 đô nữa rồi đi. See, I wipe this. I just make another $200. Làm cái nữa có 200 đô. That's how beautiful the business is. Đó là cái vẻ đẹp của kinh doanh này đấy. Because when I sleep. Bởi vì khi tôi ngủ à. My network in Africa and UK is awake. Thì cái hệ thống của tôi ở châu Phi cũng như là ở châu Âu thì đang thức à. And they're showing the plan. Và họ vẫn đi trình bày kinh doanh à. When I brush my teeth. Khi mà tôi đánh răng à. I make money. Tôi kiếm được tiền đó à. When I take a shower. Tôi đi tắm nè. I make money. Tôi cũng có tiền à. When I drink coffee. Khi mà tôi uống cà phê à. I make money. Tôi cũng có tiền à. That's what this business can do. Đó là những việc mà kinh doanh này có thể mang đến cho bạn. For how much? Còn bao nhiêu à? $500. À, bạn để tham gia vào nó, các bạn chỉ bỏ ra 500 đô thôi. Now you tell me with $500. Bạn trả lời tôi đi với 500 đô nè. What business can you do? Các bạn có thể làm được kinh doanh gì ạ? What business? Kinh doanh gì ạ? Selling coffee where? In the street. Bán cà phê ngoài đường à? Bán cà phê dạo à? So you open a small shop? Vậy thì giờ mình mở một cái cửa hàng nhỏ à? Okay. Nguyễn cà phê à? Yeah. Okay. $500 to start this. 500 đô để mở cửa hàng cà phê nè. Do you have to spend money every month? Các bạn có phải trả tiền mỗi tháng không? Yes. To buy the coffee. Để mua cà phê để mà pha chế đúng không ạ? Yeah. Then you need to pay money for license. Các bạn cũng phải trả tiền giấy phép chứ, đúng không? Yeah. Then if you sell coffee at night, you need to put a battery, to put a light, electricity, so you need more money for that. Bán cà phê ngoài đường tối cũng phải mở đèn chứ, vậy tốn thêm tiền điện nữa. Then in Vietnam, the police sometimes will come. Ở Việt Nam thì đôi khi cảnh sát tới kiếm nữa nè. And say, xin tiền đúng không ạ? $500,000. 500,000. Nhét túi. Happens or not? Có không ạ? Yes. Every day or what? Ngày nào cũng vậy hay sao ạ? Every day two police will come. Mỗi ngày hai cảnh sát tới thì sao? Okay. Now. Suddenly. Tự nhiên ạ. Next door, one more floor open another coffee shop. Tự nhiên kế bên có một thằng cạnh tranh dắt chiếc xe ra bán kế bên nữa. With lights. Với đèn sáng hơn chiếc xe của mình à. With a beautiful girl selling coffee. Cái cô rất là đẹp à. And here the coffee, one cup is 50,000. Mình đang bán một cái ly cà phê 50,000. Here is 49,000. Thằng này phá giá nó bán 49,000 thôi. Where will you go? Vậy các bạn mua ở đâu ạ? You go here.